Любого тая. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn thì Đức Phật, kính chào thượng tọa Minh Hạnh đại đức Thượng Đức, thân chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kệ cũng do một vị độc giác sau khi giác ngộ, ngài đã nói lên như là tuyên bố chánh trí. Thường thì các bài kệ cảm hứng của chư độc giác sau khi giác ngộ, các ngài đã nói lên cái hoàn cảnh nào mà ngài được chứng kiến và ngài nhờ cái đó để làm cái đề tài giác ngộ, thì ngày đẹp cái đó ngày nói lên. Và cũng vì thế khi mà chúng ta đọc bài kinh Tuyên Ngôn Mục Sự, mà chúng ta không có đọc chú giải thì chúng ta không hiểu được tại sao từng bài kệ có sự khác biệt với nhau, ý nghĩa không có liên đới, và cái sự kiện cũng không có liên tục. Đó là vì mỗi một bài kệ do một vị độc giác ngài nói lên, điều này chúng tôi cũng đã từng trình bày với quý vị rồi, lặp lại để cho chúng ta nhớ thôi. Hôm nay chúng ta học cái bài kệ mà do một vị độc giác có cái danh hiệu là Anh tương truyền ở tại kinh thành Varanasi có một vị vua thuộc dòng dõi Brahmadatta với biệt hiệu là Aniwata. Vì sao vị vua này có cái biệt hiệu là Aniwata, chữ Niwata hay là Niwata-ti, từ cái động từ Niwata-ti có nghĩa là trở lui, mà Aniwata có nghĩa là không có trở lui, bởi vì cái vị vua đó
hãy không làm thì thôi, mà hãy làm một việc gì thì việc đó làm cho tới, ngay cả cái việc mà đi chinh phạt quý vị. Đánh là phải thắng, còn hãy khi nào mà bị thua trận thì vua cảm thấy như là mình không tròn trách nhiệm. Thì Đức Vua sẽ không có đã lui, không có đi vào kinh thành. Từ cái việc ngoài chiến trường cho đến cái việc chính sự ở trong cung của vị, ngài không từng bỏ dở một cái quyết định nào. Vì thế ngài được cái biệt danh là Aniwata. Vị vua này có một lần đi vào thượng viện lúc đó trong cái khu rừng thượng viện đó, phát sinh lên một đám cháy. Nhà vua chú ý quan sát, lửa nó đã cháy qua, nó thiêu rụi ở chỗ nào rồi thì nó chỉ biết đi tới chứ nó không có trở lui. Có bao giờ quý vị thấy cái đám cháy mà nó trở lui lại cái chỗ đã bị cháy đâu? Cái cảnh tượng đó đã cho Đức Vua một cái suy nghĩ. Sống ở trong cái cuộc đời đau khổ này cần phải có một cái trí tuệ, cái ngọn lửa trí tuệ đó để thiêu đốt được cái phiền não, và những cái phiền não nào đã thiêu đốt bằng thánh đạo chỉ biết đi tới chứ không có thối lui. Thí dụ như cái trí sơ đạo sơ quả thiêu đốt ba kiến sử thần ký và nghĩa giới cấp thủ,
thì từ đó không có trôi lưu lại, là không có tái khởi thân kiến và nghi giới kiến thủ. Có lửa tuệ giác nó có điểm đặc biệt như vậy thôi, và Đức Vua đã suy nghĩ điều đó. Và một ngày khác, khi Đức Vua làm một chuyến ngự du trên trên sông, vua Anuruddha tình cờ nghe được các cư dân reo hò mỹ rằng một con cá to nó đã cắn đứt cái mạng lưới và nó thoát ra rồi. Vô nghe như vậy, ông cũng suy nghĩ, ồ thì ra con cá mà muốn thoát được cái lưới đi mà nó bơi đi nó không quay trở lại nữa là vì nó cắt được, nó cắt lìa những cái mạng lưới, không biết đến bao giờ sau khi cắt lìa lưới ái bậc ký bằng trí thánh đạo không còn bám víu để thoát đi. Hai ấn tượng đó đã khiến cho Đức Vua quyết định rồi rời bỏ hoàng cung và đi xuất gia. Sau khi thực hành minh sát, vị đã chứng quả vị độc giác, Phật độc giác. Rồi là đã nói lên bài kệ cảm hứng này. Ở đây thưa quý vị, đó là duyên sự của người kệ mà chúng ta học ngày hôm nay đó, sanh đa lấy di toàn á, sanh vô tình an đi cha lăng quá phê tòa. Sẽ lý lầm cũng chà rì ạc ghi quá đặt thẳng anh em quá tâm à đồ ê cô chà rì khắc cái quý xa nạc cập bụi. Sau khi chặt đứt bẻ gãy các thiết sử trói buộc như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới như lửa đã cháy xong không còn trở lui lại,
phải sống riêng một mình như tiên ngưu một sự. Vị độc giác này lấy hai cái cảnh tượng mà mình đã chứng kiến đã làm cái nhân tố giúp cho vua từ bỏ ngai vàng để xuất gia và tu hành đắc quả Phật giác. Thì bài kệ có hai cái thí dụ chúng ta thấy quá rõ ràng. Một là lời thủy tộc như lời cá, vân vân. Một khi nó mắc vào mẻ lưới, nó cắn hay là nó phá cho rách cái mảnh lưới đó đi, khi mạng lưới bị rách rồi thì nó thoát ra bằng cái ngõ đó và thoát đi không có trở lại. Mà cũng ví như lửa rừng nó cháy tới đâu thì đã thiêu đốt các cái thảo mộc, cây cối, dầu cho cây khô hay là cây ướt, dầu cây lớn hay cây nhỏ, nó đều thiêu đốt. Nhưng mà nơi nào mà nó đốt cháy rồi đó, nhiếp tràn tới chứ nó không có trở lui, bởi vì lửa là nó đốt cái nhiên liệu ở phía trước, mà còn cây cỏ lá, cây lá và cỏ thì lửa nó sẽ tiến tới để nó thiêu đốt. Mà một khi đã đốt cháy xong rồi thì nó không có trở lui, bởi vì trở lui chỉ còn tro không, nó cháy cái được, nó đâu có cháy được nữa. Như vậy hai thí dụ trong cái bài kệ cảm hứng của vị Phật Đồng Giác anh đi qua tám này, chúng tôi cần chiêm nghiệm. Nếu ở trong cuộc sống này mà chúng ta đều có cái sự quyết tâm như vị Phật Đồng Giác đó thì chắc hẳn là chúng ta sẽ thành tựu được cái quả vị giải thoát. Về cái hình ảnh này chúng ta có thể suy nghĩ qua nhiều cái cảnh tượng. Một cái vị tỳ kheo tu tập tu thời gian rồi vừa tập trở ra thì vị đó là không có đọc được cái bài kệ này. Vì đó không giống như lửa rừng không có trở lui lại cái chỗ mà đã bị đốt cháy,
vì nó không giống như là cái loài thủy tộc đã thoát ra khỏi mẹ lưới rồi thì không có quay trở lại. Những cái hình ảnh của ở trong pháp cũng kinh đó, Đức Phật càng dạy vị tỳ kheo mà đã quay trở lại cái đời sống người cư sĩ đó thì cũng là một điều đáng tiếc, là bởi vì giống như một con thỏ rừng đã thoát được cạm bẫy rồi nó lại mo men trở lại để mắc bẫy lần nữa. Như một hình ảnh khác ở trong cái cuộn luân hồi đó, chúng sinh có một lần sanh xuống địa ngục hay là sanh vào cái loài đạo quỷ, sanh Atula. Sau khi hết có quả nghiệp hoặc là quả nghiệp yếu đi, vì đó thoát khỏi, chúng sanh đã thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula. Nhưng mà vì chưa có hiểu được cái ý nghĩa của bài kinh này, một đi không trở lại, mà chúng sanh cứ là sanh xuống địa ngục xong trở lại cõi người thì tiếp tục làm ác, để rồi sau khi chết phải tái sanh xuống cõi địa ngục trở lại, hay loài bàn sinh trở lại, hoặc là sanh làm chúng ta thường phải hạ quyết tâm là hay một khi thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula rồi thì mình phải tu hành như thế nào để không còn trở lại cái cõi bốn cõi khổ nữa. Thì một cái cảnh tượng khác như Đức Phật Anuvata này, Đức Phật đồng giác này, và thấy được cái cuộc sinh tử luân hồi là khổ, và chính do tham ái tà kiến vô minh cần phải thoát khỏi bằng cách là triệt phá cái lưới ái và kiến, cái lưới tà kiến. Chữ lưới ở chữ cha lăng ở đây đó là chỉ cho tà kiến. Như trong bài kinh Brahmacala, kinh Phạm Võng mà Đức Phật thuyết ở trường bộ kinh đầu tiên, tà kiến giống như cái mảnh lưới ái, nó cũng giống như mảnh lưới, khi mà chúng sinh như con cá mắc vào trong đó thì ít có con cá nào mà nó biết cách ra phá rách cái mạng lưới để mà thoát thân lắm, thưa quý vị. Ít có loài thủy tộc nào phá được.
Cho nên ba cảnh tượng đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Trong cái việc chúng ta tu tập, chúng ta chỉ nên tiến tới chứ chúng ta không có thôi lui. Ở đây có bảy hạng người, giống như người bị chìm xuống nước. Hạng người thứ nhất chìm xuống nước, sau khi nổi lên được một thời gian rồi họ chìm xuống trở lại. Và chết đuối gì với sợ. Cũng giống như trên đời này có hạng người sau khi khởi lên cái lòng tin, có sự tu tập được thời gian rồi cái họ trở về trở lại với cái con đường cũ là sống buông thả và làm các việc ác. Nhưng mà người này thì cũng còn có được một khoảng thời gian nổi lên trên mặt nước, tức là cái thời gian làm việc tốt, chứ không giống như cái hạng người đầu tiên là những cái chúng sanh mà suốt cuộc đời từ khi sinh ra lớn lên cho đến già thì họ chỉ biết làm cái điều ác thôi, không có tu tập cái gì cả, không có ý thức gì hết. Còn cái hạng người thứ ba đó, là người sau khi bị chìm xuống nước họ nổi lên mặt nước, người họ đứng đó, họ không chìm xuống trở lại nhưng mà họ chỉ đứng đó chứ họ không có tìm cái hướng để lội vào bờ. Chúng tôi phần lớn là chúng ta tu tập theo cách đó, chúng ta hãy là hạng người đó. Sau khi chúng ta đã ý thức được cuộc đời là đâu, chúng ta xuất gia hoặc là chúng ta quy tâm bảo, nhưng mà suốt cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là xuất gia và quy tâm bảo như vậy chứ không có tiến bộ thêm, gọi là người đứng đó nổi lên mặt nước đứng đó. Người thứ tư được ví như là người bị chìm xuống nước rồi nổi lên trên mặt nước. Sau khi nổi lên mặt nước, họ đã tìm thấy bến bờ, giống như là cái hạng tu đầu quần. Sau khi nghe pháp xong, vị đã chứng được đạo quả tu đầu quần, giống như người nổi lên trên mặt nước và tìm được hướng đi, người thấy niết bàn. Còn cái hạng người thứ năm đó, tức là hạng người giống như người nổi lên trên mặt nước thấy được bến bờ rồi lội theo cái hướng bến bờ đó,
tức là ám chỉ cho cái vị Thánh Tự Đà Hàm là tiếp tục sau khi đã chứng được pháp nhãn ly trần vô khấu, tức là đã tìm thấy cái bến bờ giải thoát. Vị Tư Đà Hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân, anh nói là bắt đầu tiến bộ, tức là lộ theo hướng đã tìm. Còn hạng người thứ sáu, sau khi ngẩng lên trên mặt nước, thấy được bên bờ, lộ theo hướng đó và đi vào trong mé bờ, chỉ tới mé bờ thôi. Như là có người chìm xuống nước, nổi lên trên mặt nước, thấy được bên bờ, lộ theo hướng đó, rồi họ đi vào trong mấy bờ, tức là vị A-na-hàm. Sau khi chứng tư đà hàm, vị này tinh tấn nỗ lực để tiến đạt đến quả vị A-na-hàm, rồi mệnh trung sanh về cái cõi tịnh cư. Hãy sanh về cõi đó thì còn là sanh hữu, chứ chưa thật sự giải thoát hoàn toàn. Giống như người lội đến bờ bên kia, tới mé bờ rồi đứng đó. Cái hai người thứ bảy là hai người giống như cái người lội xuống nước, ngẩng lên trên mặt nước, tìm được bến bờ, lội theo hướng đó, đi đến mé bờ, rồi không có dừng lại ở đây mà vị này leo lên bờ mới đi thẳng. Cũng như cái vị A-la-hán, sau khi tu tập chứng quả tu đồ quần rồi tu đà hàm A-na-hàm, vì nên chứng đạt quả vị A-la-hán, tức là vì đó trở thành bậc vô dư niết bàn khi mà vị đó mệnh trung. Thì ở đây trong bảy hạng người, như bảy người lội, bảy người bị chìm xuống nước đó, thì chúng ta không học theo cách của cái người đầu tiên là rớt xuống nước rồi chìm xuống dưới luôn, mất tích. Nhưng mà hạng người thứ hai đã nổi lên trên mặt nước được rồi, lại chìm trở xuống. Chúng ta không làm như hạng người thứ hai bởi vì chúng ta không phục. Còn hạng người thứ ba thì chúng ta nổi lên trên mặt nước rồi đứng đó, tức là chỉ hạng phàm phu. Sau khi đã xuất gia và quy tam bảo rồi, cứ theo đó mà tu tập quanh năm suốt tháng, chỉ bố thí trì giới, bố thí trì giới, trì giới rồi bố thí, cứ như thế đó, nhưng mà không có thấy được niết bàn. Nhưng dù sao đi nữa thì đối với chúng ta bây giờ, miễn thì sao chúng ta còn giữ được cái lý tưởng tu tập, dù chưa chứng đạo quả, nhưng mà còn giữ được lý tưởng tu tập vậy cũng đã là quý, là tốt lắm. Cho đến khi nào
chúng ta đạt đến bờ bên kia, lên trên bờ được an toàn, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người đã thoát khỏi cái mẹ lưới, thoát khỏi cái dòng sông. Ở đây thưa quý vị, nhưng mà kể hai thí dụ chúng ta cũng nên hiểu hai hai cái khía cạnh. Một là giống như cái lời thủy tổ cắn xé cái mạng lưới cho nó đứt, nó lủng ra để mà nó thoát thần. Thì ở đây phàm phu chúng ta thì vẫn còn cái phiền não, nhất là phiền não ái tham và tà kiến. Tất nhiên là vô minh nó hậu thuẫn cho ái tham và tà kiến. Lưới ái và lưới vô minh, ở lưới tà kiến, lưới ái lưới tà kiến cần phải bỏ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta tu tập chứng được tự giác. Tự giác cũng giống như cái ngọn lửa rừng, nó chỉ biết tiến tới thiêu đốt mọi cây cỏ lớn nhỏ cho đến khi nào mà chứng quả là hán thì thôi. Tuy vậy trong hai cái ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu, một ý nghĩa đầu tiên là hình ảnh của một loài thủy tộc mà nó phá vỡ cái mẻ lưới để mà thoát thân, cũng như chúng sinh ở trong đời này phải phá vỡ cái phiền não ái tham và tà kiến đi. Còn thí dụ nói về lửa rừng, hễ mà nó đi qua chỗ nào và nó đốt cháy cái rừng cây ở chỗ đó xong thì nó bỏ cái nơi đó mà đi đến chỗ khác, không có nhìn lui lại. Cũng như khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải thường xuyên quán vô thường, khổ đau vô ngã, để một khi mà chúng ta triệt tiêu được phiền não, được kiết sử, chúng ta không trở lui. Phàm phu chúng ta thì chúng ta tu thiện pháp, chúng ta đi làm phước cũng thế, thì đương nhiên những cái tâm thiện khởi lên là nó trấn áp cái tâm bất thiện không cho sanh. Nhưng mà cái phàm phu chúng ta duy trì cái tâm thiện lâu dài cũng được. Lúc nào mà mình tu tập bằng cái tâm thiện, chúng ta giữ giới vân vân, thì lúc đó ác có thiện pháp nó tạm thời nó vắng mặt. Nhưng mà khi nghỉ tu tập rồi thì ác có thiện pháp nó lại khởi lên, chúng ta luôn luôn phải giới. Và hôm nay thì
chúng tôi giảng cái bài kinh 26, tức là đoạn 62, chỉ có bao nhiêu ý nghĩa đó thôi. Mong rằng các Phật tử chúng ta cứ mỗi ngày học, mỗi tuần chúng ta học bài kệ, chúng ta sẽ lãnh hội được nhiều cái yếu lý tu tập như chư Phật Độc Giác Ngài đã chứng. Bây giờ thì cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho Rum, để rồi chúng ta nghỉ ngơi giây lát này, chúng ta trở lại với Rum lớp Pháp Phú, lớp Phú Thật Thầm Má. Nam Mô Bồ Tát.